Chào mừng quý vị đến với chương trình Sắc màu văn hóa Gia Lai bảo tồn và phát triển, một trong những chương trình do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức tại quảng trường Đại Đoàn Kết từ 8 giờ sáng đến 11 giờ sáng ngày Chủ nhật hàng tuần. Chương trình này luôn có sự tham gia của hàng ngàn nghệ nhân đến từ các buôn làng Trai, Ba Na, các tộc người thiểu số khác như Tày, Nùng, Mông, Mường trên địa bàn tỉnh ta. Và chương trình hôm nay, buổi sáng rất đặc biệt này do các nghệ nhân Trai đến từ huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai thực hiện, chúng ta cùng đón xem. Thank you.
xin cảm ơn các nghệ nhân đến từ nước ngoài.